Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Lâu lắm rồi thì mình không làm về một mẫu màn hình có mức giá tốt dành cho anh em. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một mẫu màn hình cực kỳ phù hợp dành cho anh em chơi game FPS. Nếu như chúng ta xét trên khía cạnh là khi mà chúng ta tập trung chơi cho những tựa game FPS, anh em sẽ thường quan tâm đến những yếu tố nào? Đối với mình thì chắc chắn sẽ là tần số quét của màn hình rồi. Tần số quét của màn hình càng cao càng tốt. Tiếp theo là về mức giá sản phẩm thì đây là một mẫu màn hình đến từ LG có mức giá rơi vào khoảng chừng 4.999.000 đồng. Thôi mình cứ gọi là 5 triệu đồng dành cho một mẫu màn hình phục vụ cho nhu cầu chơi game. Mình sẽ nói về tần số quét của màn hình trước đi. Thì với tần số quét là 165Hz, độ trễ là 5mm G2G, thì đây là cái tần số quét và độ trễ mà anh em cần quan tâm. Có thể là anh em sẽ nghe đến những cái khía cạnh là độ trễ 1mm chơi game vẫn nó mới gọi là tuyệt vời. Thế nhưng đối với trải nghiệm cá nhân của mình, và mình thấy hầu hết những cái mẫu màn hình mà anh em trải nghiệm và trong cái tầm giá cực kỳ rẻ dành cho anh em học sinh sinh viên, thì đây là một trong những cái tần số quét và cái độ trễ ở trong mức gọi là cực kỳ thoải mái để chúng ta có thể chơi game. Thì với 165Hz thì hầu hết những tựa game trên thị trường anh em đều có thể đạt được. Tất nhiên là mình đang nói khía cạnh là những tựa game FPS thôi. Thì cấu hình bây giờ anh em có thể mua những cấu hình như kiểu 1660 hay là 2060 là đã có thể đẩy được những cái tựa game đấy lên mức FPS rất cao rồi. Chúng ta sẽ đến những cái khía cạnh khác mà ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng đi. Thì về phần kích thước thì đây là một trong những kích thước cực kỳ tiêu chuẩn với 27 inch và độ phân giải là Full HD. Phục vụ riêng cho nhu cầu chơi game thì kích thước 27 inch và độ phân giải Full HD mà chúng ta nhìn là khoảng cách chừng 30 đến 50cm vẫn hoàn toàn ổn để chúng ta có thể sử dụng. Tất nhiên là đối với những anh em nào mà thích những cái trải nghiệm nó tốt hơn, trông nét hơn một chút thì có thể mua những phiên bản là 24 inch thì mức giá sẽ thấp hơn một chút, thì màn hình sẽ nhỏ hơn, chúng ta sẽ tập trung hơn. Nhưng với màn hình 27 inch này, chúng ta sẽ nhìn được cái khung cảnh trông nó to hơn và nó rộng hơn với một số những cái tựa game MOBA. Về cái tấm nền sản phẩm thì sao? Tấm nền được sử dụng ở đây, mình check ở trên trang chủ là tấm nền VA, nhưng khi mà mình nhìn vào thực tế mình thấy trông không giống tấm nền VA lắm. Nó gần tương tự khi so với IPS, bởi vì khi mà mình đây, anh em nhìn thấy gần như là góc nhìn tuyệt đối. Góc nhìn tuyệt đối là 178 độ và mình nhìn đây, các cái màu sắc chữ vẫn nhìn cực kỳ rõ ràng và không có hiện tượng gọi là bị biến dạng về phần màu sắc. Có lẽ bởi vì do LG là một trong những nhà sản xuất tấm nền khá nhiều, thế nên họ đã tối ưu cho cái tấm nền VA của họ cho chất lượng cao nhất gần như tương tự so với IPS. Và một điểm nữa mình cũng rất thích trên những tấm nền của LG, đó là cái tính năng anh biết là gì không? Độ sáng. Độ sáng trên những mẫu màn hình của LG là rất cao. Có thể anh em nhìn thấy ở đây là trông bình thường đúng không? Đây là mình đã giảm đi 50% độ sáng rồi, và xung quanh mình có rất nhiều đèn đánh vào mình, và anh em nhìn thấy được những cái chi tiết ở trên màn hình vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Và vì thế khi mà anh em chơi game ở trong tối thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến setting một chút, hạ ánh sáng màn hình xuống một tí để đảm bảo rằng cái trải nghiệm khi mà chơi game tuyệt vời nhất. Với những cái mẫu màn hình đến từ LG, cụ thể ở đây là mẫu phân khúc Ultra Gear, chúng ta sẽ có những cái công nghệ theo kèm đầy đủ như là Black Stereo Laser để chúng ta có thể can thiệp vào, và một số setting ở trong phần cài đặt mà anh em có thể thông qua những thiết lập điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. Công nghệ thì nhiều lắm, chủ yếu là chúng ta có dùng hết hay không, chứ đa số anh em mua về cắm vào và bật lên sử dụng luôn. Rồi, một cái khía cạnh mà mình nghĩ là không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái quá trình chơi game chúng ta, nhưng chủ yếu là để trang trí, đó là chân đế. Với cái mẫu màn hình thuộc con nút Ultra Gear thì chúng ta sẽ có cái thiết kế chân đế hình chữ V. Thì chân đế này sẽ cực kỳ chắc chắn. Đây, mình sẽ lắc, anh em thấy để lắc rất mạnh thì màn hình mới rung. Còn khi mà chúng ta sử dụng bình thường, chúng ta có làm anh hùng bàn phím gõ rất mạnh lên bàn thì màn hình vẫn có thể đảm bảo được cái độ chắc chắn khi mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì nếu như anh em nào mà không thích sử dụng cái chân đế có sẵn trên bàn này, thích cắm tay ga, thì ở đằng sau cũng hỗ trợ thêm cái ngàm VESA nữa để anh em có thể sử dụng thành những cái chân đế rời, miễn sao là phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng cá nhân. Còn về thiết kế tổng thể thì sao? Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là ba viền cực kỳ mỏng, và viền dưới ở đây thay vì là logo của LG thì đây là logo của Ultra Gear để giúp anh em có thể nhận biết được rằng đây là màn hình phục vụ cho nhu cầu gaming. Ở phần mặt sau có thể là phần mà gần như anh em sẽ không bao giờ để ý tới, bởi vì nó là đằng sau mình mà, ở sau hướng thẳng vào tường rồi thì làm sao chúng ta lại thấy được. Thế nhưng mà LG vẫn chăm chút cho cái phần thiết kế khi mà cái phần đằng sau sẽ chia làm hai khu vực. Một khu vực với những họa tiết tổ ong, có thêm cả logo gọi là Ultra Gear UG để tăng thêm điểm nhấn rằng đây là sản phẩm gaming. Và ở đằng sau cũng là nơi đặt những cái cổng kết nối, bao gồm cổng nguồn HDMI, DisplayPort, nói chung là rất đầy đủ và toàn những cổng kết nối tân tiến thôi. Và mình sẽ lưu ý với anh em rằng là khi mà chúng ta chơi game, chúng ta muốn lên được cái tần số quét là 165Hz thì bắt buộc anh em sẽ phải cắm qua cái cổng DisplayPort. Cắm cổng HDMI bình thường thì sẽ không lên được đâu, chỉ lên khoảng 144Hz thôi. 165 bắt buộc phải qua DisplayPort để có thể đảm bảo được cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Vậy thì với khoảng
chi phí bỏ ra là 5 triệu đồng dành cho mẫu màn hình có độ phân giải là Full HD 27 inch, tần số quét là 165Hz, có một cái thiết kế có thể nói là cực kỳ gaming, vuông vắn ở những chỗ nào có thể vuông. Thì anh em đánh giá sao về một mẫu màn hình của LG? Mình thấy là mặc dù trong cái thời điểm khủng hoảng về chip bán dẫn này, những cái mẫu màn hình đến từ các hãng khác liên tục tăng giá, thế nhưng đối với LG, những mẫu màn hình của họ lại giảm giá. Thế nó mới lạ cơ. Vậy thì anh em đánh giá sao? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video. Chào lại anh em trong video sau.